Xin chào các bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến GoraShop 24 giờ. Hôm nay Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm cao sâm căng hoa lọ sứ 1 cân của Hàn Quốc. Và đây chính là sản phẩm của chúng ta. Sản phẩm này được tập đoàn Samsung, là một tập đoàn uy tín và có tên tuổi tại Hàn Quốc bảo trợ. Sau đây thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn toàn bộ công dụng của sản phẩm cao sâm căng hoa lọ sứ 1 cân của Hàn Quốc. Vâng, công dụng đầu tiên phải kể đến đó chính là nó bồi bổ cơ thể, nâng cao thể trạng của những người gầy, người ốm và người mới phẫu thuật xong. Nó tăng hưng phấn của tuyến yên, tuyến vỏ thượng thận nên nó tăng cường chức năng sinh lý của nam và nữ giới. Nó bồi bổ gan thận, giải độc cơ thể và làm giảm cholesterol trong máu. Nó tăng cường hệ miễn dịch nên là giúp cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh, chống lại được các bệnh tật cũng như là các nhiễm khuẩn bên ngoài. Nó tác động lên toàn bộ các bộ phận của cơ thể chúng ta nên là nó nâng cao thể trạng một cách toàn diện ạ. Nó giúp đầu óc chúng ta tỉnh táo và minh mẫn nên chúng ta có thể tập trung hơn khi mà chúng ta lao động trí óc ạ. Đấy là toàn bộ các công dụng của sản phẩm cao sâm căng hoa lọ sứ 1 cân của Hàn Quốc. Và bây giờ thì Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng sản phẩm sao cho hiệu quả nhất nhé. Vâng thưa các bạn, đây chính là sản phẩm cao sâm căng hoa hộp sứ 1 cân của Hàn Quốc. Và các bạn có thể nhìn thấy đây chính là tên của hãng và đây chính là tên của nhà bảo trợ Samsung ạ. Các bạn khi mà các bạn muốn kiểm tra sản phẩm thì các bạn có thể quay về mặt phía bên này. Chúng ta sẽ nhìn thấy hạn sử dụng của sản phẩm cũng như là mã code để các bạn kiểm tra sản phẩm. Và khi nhận được hàng thì các bạn nhớ kiểm tra là nó còn phải có tem dán của nhà sản xuất, có chữ Hàn Quốc ở hai mặt, mặt hai bên của sản phẩm nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bóc cái sản phẩm này ra này. Đây, bên trong nó lại còn một lớp nắp nữa. Các bạn có thể ấn xuống đây, nhấc nó ra. Đấy, cầm ra. Và đây chính là hũ cao sâm căng hoa của chúng ta đây ạ. Các bạn nhìn thấy đây là một hũ sâm rất là đẹp. Nên là ngoài cái việc các bạn có thể mua về để bồi bổ sức khỏe của bản thân hay là của gia đình thì mình cũng có thể làm một món quà đem đi tặng rất là ý nghĩa vào những dịp lễ Tết. Và sau đây thì Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng sản phẩm này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái thìa. Thìa này để làm gì ạ? Nó công dụng chính là khi mà các bạn dùng thì các bạn sẽ dùng lấy cái thìa này để đong đo cái lượng cao sâm mà mình sẽ uống. Ngày chúng ta sẽ uống 1 đến 2 lần và mỗi lần thì chúng ta sẽ dùng một thìa này pha với 80ml nước ấm. Và cái này thì bạn có thể uống trước hoặc sau ăn, không phụ thuộc vào bữa ăn. Tùy vào khẩu vị của bạn thì bạn có thể cho thêm đường hoặc mật ong mà bạn muốn khi bạn sử dụng sản phẩm. Có một số lưu ý cho chúng ta, đấy là đối với những người bị tiểu đường hay là những người bị huyết áp thì chúng ta muốn sử dụng sản phẩm cao sâm căng hoa này thì phải cách thời gian chúng ta uống thuốc ra từ 3 đến 4 tiếng. Tức là bạn uống xong thuốc huyết áp hay là thuốc chữa tiểu đường xong 3 đến 4 tiếng sau bạn mới được sử dụng sản phẩm cao sâm căng hoa. Chứ bạn không được vừa uống thuốc xong bạn lại uống sản phẩm cao sâm luôn. Nó sẽ làm cho sản phẩm của chúng ta không phát huy được tác dụng cách tối đa. Và chúng ta không được dùng cho phụ nữ đang mang thai hay cho con bú. Sau khi chúng ta dùng xong thì chúng ta phải đậy kín nắp vào. Và nên tốt nhất là bảo quản ở nơi khô thoáng. Có thể là bảo quản ở trong tủ lạnh thì lại càng tốt ạ. Vâng thưa các bạn, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng sản phẩm cao sâm căng hoa lọ sứ 1 cân của Hàn Quốc. Với tiêu chí của chúng tôi, chất lượng là uy tín nên chúng tôi luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất mang tới tay các bạn nhằm bảo vệ cũng như là cải thiện sức khỏe của bạn hay chính gia đình bạn. Khi các bạn nhận được hàng từ chúng tôi, nếu các bạn cảm thấy không hài lòng, các bạn có thể cho hàng hoàn trả cho chúng tôi. Chúng tôi có chính sách đổi trả hàng trong vòng 7 ngày. Và để tìm hiểu thêm những thông tin về sản phẩm cao sâm căng hoa lọ sứ 1 cân của Hàn Quốc hay bất cứ một sản phẩm nào khác, các bạn có thể truy cập vào phần chat online của trang siêu thị trực tuyến GoraShop24h.com hoặc liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0979 149 256 để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.